Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Hôm nay là ngày Chủ nhật thì Phương không quay đường phố, thì Phương quay từ thiện nha bà con cô bác. Thì có một cái hoàn cảnh của cái em Dũng này đó, thì có điện cho Phương thì nói là hoàn cảnh em rất là khó khăn, hiện tại giờ em rất bệnh rất nặng đó, thì cũng không có còn tiền mà ở viện nữa, thì em đã về nhà. Thì Phương sẽ hôm nay sẽ đến thăm gia đình em. Gia đình em ở thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, Nha Trang nha bà con các bác. Bây giờ Phương cũng đang đứng ở trên cái con đường vô nhà em nè, một cái vùng cũng hẻo lánh ở xã Phước Đồng. Bây giờ Phương sẽ vô nhà em thăm em, rồi Phương cũng còn giữ số tiền của chị Yến, chị Lượng, rồi chị Jenny đó. Thì Phương cũng cố gắng, em có điện mấy lần cho Phương đó, thì nói là hoàn cảnh em bây giờ rất là khó khăn, rồi không làm gì được, em là trụ cột trong gia đình. Bây giờ Phương đã đến nhà em rồi nè. Chào em. Chào anh. Hôm giờ em khỏe không ạ? À? Em mới đi viện về được 2 ngày nay. 2 ngày nay hả? Dạ. Thì bây giờ thì hôm là em có điện cho anh đó. Dạ. Thì anh bận đi làm. Dạ. Không có thời gian đến thăm em. Dạ. Thì hôm nay là cũng ngày Chủ nhật, anh sẽ đến thăm em ha. Dạ. Để anh vô. Anh vô phim. Để Phương đi vô phòng em ha. Bây giờ Phương cũng tới phòng của em rồi nè. Thì em cũng mấy lần điện cho Phương mà điện liên tục đó, thì Phương cũng đi làm không có đến được. Thì cái nhà của em cách thành phố Nha Trang tầm khoảng 8 cây số đó bà con, thì một cái vùng rất là hẻo lánh. Có cái ghế cho anh mượn ngồi cái ghế ạ. Thì hôm nay thì anh đến đó, anh thăm em, rồi sẵn đây em cũng nói là cái hoàn cảnh và cái bệnh tình em như thế nào em có thể nói đây, rồi các bà con cô bác xem cái kênh của anh có thể ủng hộ cho em thêm một phần nào nữa, thì em có thể em nói à, và cái hoàn cảnh của em ạ. Dạ. Em tên gì ạ? À? Em tên là Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1988. Dạ, hiện thì em đã bị bệnh từ 2017 đến giờ, bị viêm tụy cắt ngang. Do bệnh tật cũng nhiều năm nên là giờ hoàn cảnh gia đình cũng phải bán hết nhà cửa đi để chữa em, mà giờ cuối cùng không có được, mà nhà cũng không có ở nữa. Thì em cũng mong kết nối cùng anh Phương với cô bác để giúp đỡ cho hoàn cảnh của em. Hiện giờ đó là ngày trước đó, ngày trước mà em chưa bệnh đó là em làm cái nghề gì? Về vợ em đó, rồi em mấy cháu? Dạ, em trước em làm gạch không nung. Gạch không nung xong em giờ, hiện giờ em có một cháu và vợ đi dạy mầm non. Thì em đã nhập viện cách đây bao nhiêu lâu và em về nhà bác sĩ cho về nhà? Dạ, em nhập viện được nửa tháng. Nửa tháng thì lúc ứng tiền nữa thì em không có tiền nên là em xin về thì bác sĩ kê thuốc cho em uống này. Em bên đây thuốc đây đây. Thuốc kê cho em về em uống thêm vì nó chưa khỏi hẳn. Đây là thuốc của dạ, bác sĩ thuốc cho. Bên viện đã đưa về kê đơn mua ở ngoài đây. Thì bác sĩ nói là khi nào lại nhập viện lại không em? Giờ nếu mà em về mà có tiền thì em vô truyền thêm mấy tháng cái đường ruột nhà đó, em có em yếu lắm là dễ bị lại đó. Nên là bác sĩ mới cho em nhiều thuốc về uống này, uống mà đỡ thì ấy, còn không thì phải đi lại đấy. Em kéo sơ cái sơ sơ thôi ha, sơ sơ thôi. À.
Mỗi lần em đi tiểu tiện là đi phía ngoài hết hả em? Đi phía ngoài à? Đi tiểu đi bên kia bằng ống. À, bên ống ống à, của em là ống. Bên kia. Dạ, còn cái này là đại tiện. À. Rồi em đắp lại giùm anh ạ. Thì cái nếu mà em thì cái trong mình trong có phải là trong diện gia đình hộ nghèo không ạ? Là hộ nghèo ạ. Em là hộ nghèo và mẹ em là cận nghèo của xã của thôn đó. Mẹ em là hiện tại giờ mẹ em sống vợ và một con. Dạ. Với là một người mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ hiện tại giờ làm cái gì ạ? Dạ đi mua phế liệu. À. Dạ. Thì mua phế liệu thì mua ở mấy cái vùng khác đúng không em ha? Dạ, ở cũng gần đây hả? Dạ. Từ ngã ba Phước Thượng trở lên đây thôi. Thì ở đây anh thấy cũng dân cư cũng ít ha. Cái này cũng là có vùng núi rồi nhiều hơn em ha. Xưa lắm mà, nhà đang xưa lắm. À. Thì em cũng là cũng mấy lần điện cho Phương đó thì nói hoàn cảnh của em thì cũng rất là khó khăn, giờ cũng tiền bạc thì cũng không có. Thì em là cũng có bảo hiểm y tế. Dạ. Bảo hiểm y tế là em có hộ nghèo là không phân xã cấp ấy. À, xã cấp. Dạ. Thì mình có đóng thêm tiền khi mà có bảo hiểm y tế thì mình có đóng thêm chút tiền nào nữa không ạ? Mình đó. Mình viện đó, mình đóng. À, thì nếu mà như vậy thì mình đóng khoảng bao nhiêu tiền? Em vừa rồi đi viện hết 12 triệu. 12 triệu. Dạ. Thì 12 triệu đó là cái số tiền đó là nói chung là bây giờ em là lao động chính nên lao động chính trong gia đình. Dạ. À, bây giờ thì cái số tiền đó thì trông mong vào mẹ đúng dạ, không? Dạ. Mẹ với vợ đi vay để em nằm viện. À. Rồi có những cái hội từ thiện đồ có thể biết và giúp em chưa? Dạ cũng chị Lệ cũng có qua em một lần. À, chị Lệ đó hả? Dạ. À, kênh Lệ Channel. Dạ đúng rồi. Chị Lệ có quay hoàn cảnh em một lần đó. Rồi có người nào giúp chưa ạ? Dạ, có, cũng có. À, chị là chị Mỹ Lệ cũng đã đến đây thăm rồi. Dạ. Cũng có Mạnh Thường Quân đã đến thăm em. Dạ. Rồi cũng có giúp một số tiền. Dạ. Cái đợt đó em mới chị xong là em cũng biết chị Lệ xong rồi cũng giúp được em ít để em mua đế rồi mua những cái vật dụng riêng tư của em á. Thì em cũng nói chung là cũng bế tắc, thành ra em cứ điện cho Phương. Thì Phương cũng hôm nay thì Phương cũng chủ nhật, Phương cũng tranh thủ đến thăm em đó. Thì hôm nay thì anh sẽ đến thăm em ha. Dạ. Em Dũng. Dạ, em Dũng. Ở xã Phước Đồng. Thôn Phước Sơn. Thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng. Dạ. Thì anh sẽ gửi, anh có giữ số tiền của chị Yến. Dạ. Chị Lượng. Dạ. Chị Jenny. Dạ. Thì anh cũng gửi cho em 1 triệu đồng. Dạ. Để em có thể em mua một cái vật dụng gì để điều trị cho em ha. Dạ. Nói chung là không nhiều, tình cảm của mấy chị đã gửi cho anh thì anh cũng sẽ gửi lại những hoàn cảnh khó khăn cho em. Dạ. Bây giờ Phương sẽ lấy 1 triệu của ba chị Yến, chị Lượng, chị Jenny đó là 1 triệu đồng, thì số tiền của mấy chị đã gửi cho em. Bây giờ anh sẽ gửi cho em 1 triệu đồng của các chị ha, tiền của các chị đã gửi cho em nè. Dạ. Dạ, em cũng xin cảm ơn chị Yến và chị Lượng và chị Jenny rất nhiều ạ. Vì em rất cần số tiền này để em mua đế vật dụng của em. Vì giờ hiện tại bây giờ thì thuốc thang của em thì rất là nhiều. Uống rồi phải truyền ạ. Phải truyền thêm. Thì giờ mấy cái chỗ nó bị đế rồi mà hậu môn nhân tạo là bị lỡ hết rồi. Nên là con cái thì giờ bắt đầu vô học lớp 1 mà mẹ giờ em cũng có tuổi rồi hết rồi, là làm ăn cũng rất khó khăn. Nên là em cũng mong cô bác anh chị em giúp đỡ gia hoàn cảnh của em với. Em xin chân thành cảm ơn. Bây giờ em nhắc lại cái địa chỉ của em. Dạ. Và cái số điện thoại của em ha. Dạ. Chờ đỡ Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Nếu mà có gì đó thì điện thẳng đến cho em. Dạ. Hoặc là em có một cái tài khoản gì đó. Dạ. Rồi em người ta sẽ gửi thẳng vô tài khoản của em.
À, nhiều khi không gửi trực tiếp cho anh thì gửi qua trực tiếp cho anh, và không gọi gọi cho anh mà có thể gọi cho em. Dạ. Rồi em đọc hết cái địa chỉ của mình và cái số điện thoại của mình ạ. À. Dạ. Em tên là em gì? Em tên là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1988 ở thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng. Số điện thoại của em là 0971 634 077. Và rồi bây giờ em cũng đã đọc cái số địa chỉ và cái số điện thoại của em trên cái kênh của anh ha. Dạ. Rồi nếu mà có Mạnh Thường Quân đó thì có gì đó thì liên hệ cho em hoặc là liên hệ với anh. Dạ. Anh sẽ tiếp tục, anh sẽ chuyển đến cho em. Dạ. Ha. Dạ. Thì em cũng phải cố gắng lên ha, lạc dạ. quan lên ha. Dạ. Thì bây giờ Phương cũng đã trao cái số tiền của các chị cho em Dũng này. Thì bây giờ Phương cũng tranh thủ đi một hoàn cảnh khác cũng khó khăn. Rồi bây giờ Phương sẽ phải chào ha, bà con cô bác đi với Phương ha, tiếp một hoàn cảnh nữa. Rồi em nghỉ ha. Dạ rồi, em cảm ơn. Em cảm ơn anh và tất cả các chị nhiều ạ. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Thì Phương cũng vừa mới quay xong cái hoàn cảnh của em Dũng ở Phước Đồng. Thì hoàn cảnh em cũng khó khăn rồi, rồi Phương cũng để trao tiền rồi. Và tiếp tục Phương sẽ quay một cái hoàn cảnh thứ hai. Cái này là cái chị này đó là tên là chị Rọ. Ngày trước thì chị ở Vĩnh Trường đó bà con cô bác. Thì cái con đường ở Hương Lộ Ngọc Hiệp này nè, thì Phương cũng không biết, thì Phương cũng nhờ một người chị, người em của chị. Chị đó là em của chị hay là chị? Là một người em của cái chị mà đang hiện tại giờ đang bệnh nè, khó khăn nè, dẫn đường. Chứ con đường ở trong đường Hương Lộ Ngọc Hiệp á, bữa nay rất là khác nhiều. Rồi rất nhiều con hẻm, thì Phương không biết cái con đường nào đi đó. Thì Phương sẽ nhờ chị ha. Thì sẵn đây thì Phương sẽ hỏi chị, cái người thì Phương cũng hỏi là cái người em, cái chị này là tên Rọ và hoàn cảnh như thế nào ạ. Em chào chị ạ. Thì hôm nay thì chị nói là có cái hoàn cảnh của cái người em của chị đó là như thế nào, rồi chị nói cho khán giả biết ạ. Hai vợ chồng bệnh. Chị là tên gì ạ? Chị tên Lài. Dạ. Tên Lài, còn hai vợ chồng bệnh nên khổ quá, không ai nuôi hết, con cái rồi nó thấy dâu rồi nó thấy nó bỏ đi hết. Không ai ở với con hết, có thằng trai vợ bỏ. Nó ở lại với con nó rồi nó nuôi che mẹ về. Rồi hai vợ chồng bệnh bị máu tồn lên nẻo đó, rồi lấy nẻo ra để nuôi nẻo. Mà bây giờ không có tiền bỏ vô. Còn ông chồng thì bệnh bao tử, ngổ coi như là bao tử lấy hết luôn, chỉ còn cái ruột thừa thôi, còn cái ruột gà đi ăn bao nhiêu sống bên này thôi, chứ còn không biết ngày nào mà anh sống. Bây giờ cảnh khó khăn quá thôi, em cũng nhờ cái hội từ thiện giúp đỡ cho anh chị nhiều nhiều khó khăn, chứ giờ không có ai nuôi chị em thì cũng giúp đỡ, cũng có đâu chỉ chút đỉnh thôi, chứ còn không có nuôi chị được. Bây giờ cũng nhờ cái hội từ thiện giúp đỡ dùm cho anh chị kiếm tiền để sống quê này, thấy cái hoàn cảnh khó khăn quá. Bây giờ chị cũng đã nói trên cái kênh của Phương đó, thì chị nói là như vậy đó, thì Phương cũng chưa biết như thế nào. Bây giờ chị dẫn em vô cái nhà của chị ạ, của cái chị mà chị nói ạ. Bây giờ Phương cũng tới cái nhà của chị rồi. Phương cũng quay số nhà này, 358/97 Hương Lộ Ngọc Hiệp ha. Chị đang ở đây nè. Em chào anh ạ. Em chào chị. Chị Tư. Thì nghe nói là cái chị này nè, nói là cái hoàn cảnh của chị hiện tại rất là khó khăn. Rồi đau bệnh đó. Rồi con cái nó bỏ đi. Rồi chị bây giờ chị không có một đứa con, thì bây giờ con cái thì cũng làm bữa có bữa không, đúng không chị? Lo cho chị ha. Rồi bây giờ chị cho em biết là hoàn cảnh của chị đúng như là cái chị này nói không ạ? À, chị tên gì ạ? Chị hiện tại ngày trước ở đâu? Và hiện tại là chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Người kia là ở Vĩnh Trường, có chồng ở Đồng Nai, Phú Hải Đồng Nai. Bây giờ là ở đây. Bây giờ là ở
Lương Cấm, Lương Cấm. Ở đây là gọi là Lương Cấm. Phường Ngọc Hiệp. Chị đau bệnh gì nói lên. Chị đau bệnh hiện tại giờ là cái hoàn cảnh. Bị tai biến mà cơ não liệt nửa người. Giờ hiện tại giờ hoàn cảnh chị như thế nào ạ? Như y như cái lời cái chị này nói không ạ? Là đúng như thế nào ạ? Chị xem chị nói không? Có sao thì chị nói vậy ạ? Không ai nuôi chị, bỏ rồi có một mình hai vợ chồng rồi đi. Hai vợ chồng đều bệnh hết luôn. Rồi con nó bỏ đi hết. Rồi coi như là bây giờ đi cũng được đúng ổng cũng đi được luôn. Hiện tại thấy đi là không có được rồi đó. Thì chị bệnh là đã lâu chưa? Mấy chục năm rồi. Đi mười mấy năm rồi. Rồi bây giờ mới lại đây nữa. Mấy mười năm là coi như đi đứng ngồi được. Bây giờ mới cái lục dịch này nè. Nó luôn. Cái này nó trở lại đi không được luôn. Cấm luôn. Chị nói to lên đây rồi. Bây giờ cái nguồn coi như là nguồn lo cho chị đó là một đứa con trai đúng không chị? Đứa con trai. Dạ. Thì bây giờ con trai đó nó làm cái gì ạ? Con của chị á? Hoạt động phổ thông nó đi bốc dừa rồi. Ai kêu kêu đâu làm đó, đụng đâu làm đó, bốc dừa, bốc vét rồi sắt đồ kia nọ rồi mà. Gì đó. Dạ. Đây biết mà cảnh thì cũng khổ á. Dạ. Có con dâu bỏ đi thì nấu phải bóc dừa bóc đồ như đụng đâu thì kêu làm đó hả? Không, đúng rồi, ở sát bên tôi biết mà. Thế đây đáng đến chút hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Dạ. Tôi thì tôi nghèo tôi cũng không giúp được. Tôi nghèo tôi không giúp được. Dạ. Nhưng mà tôi yêu cầu các nhà tài trợ giúp giúp hoàn cảnh này cho hai vợ chồng. Vì rất là khổ. Tôi ở sát bên này nhà tôi đây nè. Nhưng mà tôi không có giúp được cái gì hết á. Nhưng mà mong các cấp nên giúp gia đình bà này trong dịp khó khăn đối khổ. Có thằng con vợ bỏ làm ăn không có đủ đó là thật tâm của tôi nè. Tôi xét bên tôi biết nè, chứ không phải tôi léo đâu. Nhưng mà yêu cầu nên đáng giúp là điều chính xác. Dân ở đây là chính xác luôn á, chứ không phải là ở đâu xe nhà tôi gấp tới gần cái nhà này đâu. Nhưng mà hoàn cảnh tôi cũng khổ lắm, tôi không có giúp gì được hết á. Tôi nói thiệt luôn á đó, con em mình không biết nè. Ở đây ai cũng biết hai chồng bà này hết, khổ lắm. Khổ, đối khổ mà đây dân ta biết mà đâu có đâu cho ăn đâu. Thì mong nhà tài trợ giúp càng sớm càng tốt. Càng giúp càng sớm càng tốt cho vợ chồng ông này. Khổ lắm. Mấy thằng con thì làm ăn đủ, con thằng vợ bỏ nữa. Rồi con tụi con bị lớn rồi cũng khổ lắm. Đúng á, tôi chính xác luôn á. Con thằng con trai lớn cũng khổ lắm. Hai thằng con nói cho trúng. Đừng có nói mai mốt tới đây rồi nói trật nói tầm bậy. Có hai thằng con trai mà thằng kia làm ăn bấp bênh cũng khổ. Còn thằng vợ bỏ con thằng con 5 tuổi gần đây nè. Cũng khổ, đi làm ăn thì cũng khó khăn lắm. Nhưng mà tôi thấy nhà tài trợ đây quay YouTuber này, tôi thấy rất rất là mừng, dân rất là mừng. Rất là mừng cho vợ chồng ông này. Mà gia đình nó cái vỏ chứ cái ruột trong mập không có gì trơn rồi. Thì nên nhà này là đã lấy xây lâu rồi đúng không chị? Lâu rồi. Tết nó sửa sang lại cho nó mới chút chứ còn lâu rồi, cũ lâu rồi mấy chục năm rồi này. Tình thương này còn xây còn đẹp hơn cái nhà này nữa nha. Nhà thì vợ chồng không cất chứ có đừng nói về tình thương, không phải về tình thương. Ví dụ như nhưng mà cất là cất lâu rồi. Nhưng mà khổ lắm. Chị có thấy cũng nghèo nghèo mà tôi không biết là sao chú à. Tôi thấy tôi rất nghèo nghèo nhưng mà tôi cũng khổ, tôi không có gì đâu chịu giúp. Tôi thấy tôi quay thì tôi cũng rất mừng cho vợ chồng ông. Mà tôi mong nhà tài trợ càng giúp sớm vợ chồng ông này càng tốt. Cái điều mong muốn của người dân ở đây muốn như vậy đó. Yêu cầu nên đang giúp càng sớm càng tốt cho vợ chồng này. Vì ông này sức khỏe rất là kiệt quệ, gần 100% luôn á. Còn bè này thì có 80%, còn hơn nó quét 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 được. Chứ bè này thì cũng không xúc ăn được, ông này cũng xúc ăn không được. Nào động chính gia đình mà như gì thôi chứ bây giờ rất là đói luôn á, đói luôn á. Rất là khó khăn luôn. Bán tập quán hàng ngày là bao nhiêu, 50.000 sao đủ sống. Nó thật thơ chú à. Nhưng mà tôi mong chú sao á, đưa lên các cấp giúp đỡ càng sớm càng tốt cho hộ gia đình bà là với ông Bình này.
Thì cô cho con hỏi đó, thì chị này nói là cái hoàn cảnh của gia đình này đó, thì có một cái đứa con và có đứa dâu và bỏ đi trong cái hoàn cảnh như thế này, là chị nghe nói là đúng như vậy không ạ? Đúng, chính xác, con dâu đi nè, còn 3 tháng rồi. Vì sao mà đi ạ? Nó mơ trai nó đi, nó bỏ thằng chồng, chứ không phải là thằng chồng của con bà này hiền lắm. Quẹn gì đó, nó bỏ đi, đúng á. Khổ, nó đi luôn. Con nhìn lại đi luôn. Chính xác á. Cái ngày mà xuống nhập viện á, là cái ngày đang ngày 2 ngày sau là nó đi à. Khổ chú à. Rồi có con cái gì không ạ? À? Nuôi con cái gì lớn nè. Răng này giữ luôn. Nuôi con, nuôi mẹ, nuôi cha luôn. Coi như là để lại ông chú nuôi hay là chú? Cha nuôi. À cha nuôi. Cha nuôi. À để nó cha nuôi. Thằng này thằng con trai của ổng hiền lắm, nó làm là ăn lắm. Dạ. Còn con kia thấy hoàn cảnh khổ quá nó bỏ chú à. Tôi nói thiệt luôn. Coi như là bây giờ đỡ lại đứa con 5 tuổi trai. Cho con trai nuôi, mà con trai thì làm công việc bấp bênh, công việc lao động phổ thông. Đúng rồi, không có ngờ gì hết á. Bây giờ thì cũng có cái chị hàng xóm nói là cái hoàn cảnh của anh Bình với chị Rọ đúng không? Chị Lai. Chị Lai. Lai đang kêu bà Lai với ông Bình. Lai với anh Bình. Nhưng mà em có thể em kêu tên Rọ, nghĩa là có một số bà con ở Vĩnh Trường đó. Nếu được, biết được cái hoàn cảnh của chị Rọ, hoàn nhiều khi đó lâu quá thì em quay lên cái hình ảnh họ không nhớ. Thấy chị khổ quá, bây giờ chị bệnh tật đó, họ không nhớ. Bây giờ em nói luôn á, dạ, giờ em nói tên Rọ cho chị, cho bà con để nhớ. Vậy là ở cứ biết là Rọ, ở đây là tên bà Lai ông Bình. Dạ. Tôi nhà tôi sát bên trên đâu chú. Dạ. Tôi rất là nghèo nghèo, tôi không có giúp được cái gì. Nó có mặt hai chồng nè, có minh mẫn mà sức khỏe kiệt yếu lắm, trầm trầm luôn. Ông biết sống ngày nè, còn ngày nữa với gì đâu đỡ mà ăn đâu. Đây là em sao? Vậy em ruột thứ mấy? Em thứ 6. Đây thứ 4. Tôi biết mà, bà Tám lên đây tôi biết mà. Nhưng mà tôi xét bên tôi chẳng có giúp gì được, tôi nghèo quá đi. Dạ. Tôi không có giúp gì được hết á. Dạ. Nhưng mà tôi có một đơn lời tôi nêu lên, đỡ các mong các nơi các cấp giúp đỡ cho vợ chồng ông Bình với bà Lai này. Dạ. Trong dịp khó khăn. Dạ. Con thì làm ăn khó khổ, nuôi thằng con thằng cháu nợ 5 tuổi nữa. Dạ. Đó, một ngày nó bỏ nhà trẻ nuôi giúp gì ngày mấy chục ngàn tôi không biết. Dạ. Tôi biết sao tôi nuôi bây giờ hai vợ chồng bế tắc gì tao có thể mà nuôi nổi là đứa cháu đâu, còn đứa không, con thì nuôi sao nở, đứa con thì bữa làm bữa có bữa không, bữa đói bữa no luôn á. Dạ. Bé mấy cái đây bao nhiêu. Dạ. Đâu rồi bé thì có bán gì chứ khổ chú à. Bây giờ sang lại cho ai đâu nhà tôi nè. Dạ. Nói chung nè. Là chị bán được có một cái công việc đi ra đi vô cho nó khỏe đi không được đi không được. Dạ. Ngồi đó bữa mà đái tôi được chú đái nha, xin lỗi nha chú. Đái qua tôi rờ bé rồi lỡ mà đổ bô nước đái tôi cũng phải lâu luôn á. Dạ. Có mặt bé đó. Dạ. Tôi không cái nào đúng nào sai nó sai, đừng có léo thêm bớt tôi không có. Dạ. Thì em đứng đây cũng có cái mùi nè, ngồi đây được chỉ có cái mùi hết. Bắt buộc phải đành chịu thôi. Dạ. Đành chịu thôi. Dạ. Vì trong cái hoàn cảnh mình đành chịu thôi. Dạ. Bây giờ đó. Dạ. Mong sao giúp cho càng số mình tốt chứ sức khỏe rất là kiệt quá. Dạ. Bây giờ em sẽ hỏi chị đó ha. Bây giờ chị nói chị bệnh là cái đầu của chị đó là như thế nào à? Cái đầu bị mổ. Cái đầu chị bị ra tay biến mạch nó não mổ ở đầu nữa, cũng như là liệt nửa người. Dạ. Một tay một chân, còn có cái tay chân nửa người thôi. Em có cái đầu nó mổ nó rồi lấy mổ ra cho mờ gửi bệnh viện Mít Tơ. Dạ. Đây một mấy năm rồi. Bây giờ cái hoàn cảnh này ra quá bế tắc luôn á bà con cô bác. Thì anh chồng thì bây giờ ảnh cũng tai biến nặng rồi, thì ảnh nói cũng không được. Anh nói rõ không ạ? À? Anh có gì nói không ạ? Ông nói mà được, ông nói mà được thôi em à. Thấy anh cũng xanh xao đó. Ông tâm tâm luôn á. Dạ. Bộ phận trong đâu còn gì nữa đâu, bỏ lấy hết rồi, tử lấy hết rồi đâu còn gì nữa đâu. Dạ. Chỉ sống ngày nào được ngày nấy rồi chứ còn. Dạ. Hay ngày nấy. Thế thì tôi cũng rất mừng cho em. Dạ. Chồng giúp á. Bây giờ đó thì chị ơi, bây giờ đó em có giữ mạnh tiền của Mạnh Thường Quân của các chị gửi cho em, thì có những hoàn cảnh nào đó khó khăn với gia đình mình nè thì em sẽ gửi. Nói chung là không nhiều, nhưng mà có cái tấm lòng của các chị gửi cho những hoàn cảnh ở Nha Trang, thì những khán giả này cũng hay coi kênh của em. Thì em cũng không biết mấy chị này là quê gốc ở đâu cả, nhưng mà chị coi kênh của em và tin cái kênh của em đó thì cũng gửi tiền cho em.
Thì hôm nay thì em sẽ trao cái số tiền ha, nói chung là không nhiều ha chị ha. Bây giờ em sẽ lấy tiền của chị Lượng, chị Yến và chị Jenny là 1 triệu đồng. Thì em cũng còn giữ được số tiền của các chị đó. Thì em sẽ trao cái số tiền cho cái hoàn cảnh này ha. Chị ơi, chị Yến, chị Lượng, chị Jenny gửi cho chị 1 triệu đồng ha. Cảm ơn. Cảm ơn ba chị. Cảm ơn ba chị. Chị Yến, chị Jenny. Chị là chị Lượng. Dạ chị Jenny. Chị Jenny. Chị có nói lời gì thêm không ạ? Con cảm ơn. Còn mong những cái gì không ạ? Chị ước ao cái gì không ạ? Ước là cha nó khỏe mạnh. Chị có tiền đồ, có mua thuốc đồ uống cho khỏe mạnh. Đi đứng đồ được. Dạ. Chứ khổ, hoàn cảnh khổ quá con. Uống thuốc không có tiền mua uống. Dạ. Chị có cái số điện thoại không ạ? Có. Giờ chị đọc giùm em cái số điện thoại, có thể những người mà những bà con cô bác mà có coi clip cái này đó sẽ trực tiếp gọi đến chị ạ. Còn bây giờ em này nè, đứng đại diện cả số điện thoại. Bây giờ Phương cũng hỏi cái số điện thoại thì chị không nhớ đó bà con cô bác, thì Phương sẽ hỏi cái chị bên cạnh ha. Em chào chị. Thì bây giờ hồi nãy giờ em cũng trò chuyện cái hoàn cảnh của chị đó, của cái chị đó. Chị rõ đó, thì rất là khó khăn. Bây giờ chị không nhớ số điện thoại, thì em cũng muốn có cái số điện thoại để Mạnh Thường Quân hoặc là bà con cô bác ở xe đó điện tới thăm hỏi là như thế nào đó, chị có thể chị nói à. Giờ lấy số điện thoại của một con được không? Dạ. Chứ chị không có số điện thoại hả? Có chứ, nhiều khi chị đi làm đồ đó sợ. Rồi bây giờ chị con chị hả? Rồi bây giờ chị đọc số con của chị đi ha. Không, có gì thì số chị đó chị đọc ha. 038. Nếu mà liên lạc á, nếu mà không liên lạc được cho trực tiếp chị này đó thì chị đọc đi ạ. 0385 035 451. Dạ. Số điện thoại đó của chị á. Dạ. Rồi chị đọc một lần nữa từ từ ạ. Thêm một lần nữa cho chính xác ạ. 038 5 0 B 5 4 5 1. Dạ. Bây giờ chị lại, chị cũng đọc cái số trên cái số điện thoại trên cái kênh của Phương đó. Thì chị có gì đó bà con cô bác và khán giả có thì liên hệ với chị ha. Rồi có gì chị trực tiếp hẹn cuộc gặp đó thì gặp gia đình chị nè. Đó chị, nhiều khi chị cũng đi làm đó. Chị ơi, bây giờ chị cho em hỏi một câu nữa đó. Là chị cũng ở gần đây không ạ? Chị ở Vĩnh Trường, ở Vĩnh Thái. Dạ. Mà điều chị là em của bà chị bệnh, chị rõ. Dạ. Nên em thấy, chị thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, không ai giúp đỡ, con cái đồ cũng nuôi, không ai nuôi nổi hết. Nên chị thấy là chị giúp đỡ cho chị rồi, gặp Phương đỡ, Phương giúp đỡ coi em. Trong hoàn cảnh khó khăn của chị quá, không ai giúp đỡ, rất khó khăn luôn. Dạ. Thì bây giờ Phương cũng trao cái số tiền của chị Yến, chị Lượng và chị Jenny đó. Thì cũng trao những hoàn cảnh như gia đình này nè. Thì Phương sẽ tiếp tục đăng những hoàn cảnh tiếp theo. Rồi Phương xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác ha. Thì mong rằng cái video này nếu mà bà con cô bác có yêu thương đó thì có gì thì cứ liên hệ với chị, cũng nói số trên kênh của Phương, rồi có gì thì liên lạc với Phương, rồi Phương sẽ tiếp tục đến cái hoàn cảnh này đó. Rồi một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.